không cần đâu uh, mình uh, làm uh, đơn giản như thế này tí hồi mình sẽ giải thêm mà giải thích thêm ha khá là nhiều và mấy bạn nên note lại đó the best lake in the USA nature work the color palette ha cái rất là nhiều như vậy dù trong đây là có uh, chắc là nó cho khoảng bảy hồ ha bảy hồ bảy hồ như thế này rồi và mấy bạn nếu mà mấy bạn thêm á add me more ba destination đó là nó sẽ cho mình thêm ba cái nữa tôi không biết cái đó là cái gì đó mấy bạn thấy không rất là ok luôn <laughs> rất là hay ha rồi ok rồi hiện tại thì mấy, mấy bạn đã có content rồi và mấy bạn sẽ vô trong cái victory đó như, như mấy bạn thấy là nó xong xuôi hết rồi này kia kia nọ ha thì mình sẽ làm lại cho mấy bạn xem và mình sẽ uh, đây có bốn cái phần uh. article to video có nghĩa là mấy bạn sẽ copy một cái đường link dẫn bán ở một cái blog hay một cái website nào đó mấy bạn bỏ vào thì mình sẽ không có làm như vậy. à uh, là tại vì mình có đây có content rồi script to video cái đây là chính xác là cái thứ mà mình đang cần nè. đó kiểu như vậy ha. Rồi edit video và sử dụng text thì cái này á uh, cái này nó nó cũng ok nhưng mà nếu như mình làm một cái cách mà thủ công đó, thì cái này nó sẽ hợp lý tùy cái tùy uh, những cái từ video từ video có nghĩa là nó uh, nó mấy cái video của của video clip của bạn đó, mấy bạn bỏ vô để mấy bạn làm một cái view quảng cáo ví dụ như bạn quay ở một cái địa điểm nào có nó có nó để có cụ thể rồi thì mấy bạn bỏ vô thì nó sẽ xào nấu lại thành một cái video ở uh, rất ok cái này thì dành cho tiktok uh, làm bên giải trí thì nhiều ha rồi mấy bạn bấm process. ờ ok. Thì chúng ta sẽ đây. Chúng ta sẽ The best like ok. Mình rất là khoái cái tool này nha. Uh, tại vì nó rất là tiện. Thật, thật ra là nó có có vài tool nữa nhưng mà mình không ưng ý là tại vì nó nó quá phức tạp cho mấy uh, cho người mới ha. Còn cái này mấy bạn chỉ bỏ vô thôi. Mấy bạn không cần phải học edit video gì hết nếu như mấy bạn muốn chuyên nghiệp nữa thì mấy bạn nên học bên Premiere ha rồi, ok Tôi sẽ lấy cái này ha cái này trước nè bỏ vô rồi như bạn thấy là nó assimilator ha rồi director bọc một cái Gắt một cái ha rồi tiếp rồi chúng ta sẽ làm cho nó trọn vẹn nha rồi, 8, 9, 10 ha. Rồi mấy bạn sẽ bấm vô là process. Thì nó sẽ chạy. À, chưa, chưa. Có nghĩa là hiện tại là nó sẽ chọn cho mình. Đây như là mấy bạn thấy là những cái template về chữ và phong chữ nó đang làm lại nè. Thì á, là mấy bạn biết sao không? Là khi mà mình làm á, thì những cái video về những cái vocabulary về từ ngữ liên quan tới video của bạn nó sẽ tự nó cào mình không cần phải tải ở trên free pick nữa ví dụ như là uh, trên pixel chứ ví dụ như là đây nè mà mấy bạn sẽ không cần phải tốn thủ công để mấy bạn tìm nữa và nó tự động nó làm ra luôn đó cái video nè ha mấy bạn ha nó rất ok kiểu như vậy ha đó thì mấy bạn có thể làm theo cái hướng này thì mình rất là khoái uh, làm kiểu như vậy đó thì uh, quay lại quay lại với cái này thì mấy bạn sẽ bây giờ mình mình chọn cái khác đi nãy mình chọn cái 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 chữ này rồi thì mình sẽ chọn khác uh, thì cái quá trình uh, làm nó sẽ như thế này đơn giản thôi uh, rồi cái nào nó chuyên nghiệp một tí ha. Cái nào nhìn nó ok một tí xíu. À đây đi. Cái này ok nè, nhìn nó nó. Và cái này cũng đẹp nè. Mình mình lấy cái này đây. Đây, khi mà bấm xong rồi mấy bạn chọn khung ha, khung YouTube là 16 uh, 2.9 6.9 ha. Rồi hiện tại thì nó chạy khá là lâu. thì trong cái quá trình chạy này á thì mình sẽ giải thích uh, thêm cho mấy bạn là uh, khi mà mấy bạn làm xong xuôi rồi á thì mấy bạn sẽ nếu như mấy bạn nha uh, lên một cái um, video hoàn chỉnh á, thì mấy mấy bạn nên put share còn không thì mấy bạn có thể làm bằng capcut uh, ví dụ như đây là cái thời điểm mà để mình làm cho bạn ví dụ như mấy bạn làm content về cái hồ have a này đúng không? Thì mấy bạn á chỉ cần tốn uh, cái việc gọi là từ text to speak á, chuyển cái này qua giọng nói nè. Đó rồi mấy bạn làm thủ công. Nhưng mà mình nói trước là cái đó nó mất thời gian dành cho những bạn nào mà thực sự không có tiền, không có cái đồng này học. Mấy bạn mới làm thủ công. Còn nếu như mấy bạn có một chút vốn thì mấy bạn uh, nên đầu tư cái này làm ra nó trong vòng uh, khoảng uh, 50 100 clip 100 trăm mai đi để mấy bạn làm ha. Thì nếu như mà mấy bạn có một cái đam mê và uh, một cái kênh làm du lịch, tôi uh, mình có thể hỗ trợ bạn. Thì uh, ở sau cái video này mình sẽ giải thích cho mấy bạn thêm một vài thứ để mấy bạn làm. Rồi ok. Ví dụ như là mấy bạn làm về cái hồ Havasu này á, thì mấy bạn sẽ đọc cái đoạn này ha. Đó và mấy bạn lấy những cái ảnh nào đó, nó liên quan nè. đó thì mấy bạn bỏ vô thôi đó là xong và mình nghĩ là nó rất là ok cho những cái bạn nào mà uh, làm youtube với cái vốn là không đồng ha rồi mấy bạn uh, đợi tí xíu nha để ra nó chạy xong xuôi, tại vì mình không có cái thời gian để mình edit á nên là mình sẽ mình sẽ uh, chạy like mình làm trực tiếp ở trên này luôn thì tí hồi ra mình sẽ bày cho mấy mấy bạn là về chuyện nhạc chuyện uh, voiceover voice over và xuất ra ha các bạn uh, vui lòng đợi một tí xíu rồi trong cái quá trình đợi thì lag Champlain này. đây là một cái hồ ở New York ok cũng có luôn ha đó thì mấy bạn có thể um, xem xem hiểu là cái hồ đó đó cái hồ đây đấy ở đâu ha thế như vậy và mình mình nên dịch ra để xem là mình có hay không có nhiều khi là nó không có thì nó rất là dở đây đây là hồ champlain nè đó kiểu như vậy Đó, hồ champlain nè không biết có đúng hay không thì mình sẽ gõ trên này ha Lake champlain này. đó kiểu như vậy thì mình chính xác là cái không có ở trên này đó thì nó rất là bất tiện nha mấy bạn nếu như vậy thì mấy bạn sẽ tìm như là video non copyright chẳng hạn đó thì mấy bạn làm nó sẽ tốn công cho mấy bạn hơn ha đó như vậy mình cái hồ đó là xong rồi mấy bạn đợi xíu nó chạy uh, khá là lâu thì mấy bạn sẽ tìm video đi video đây 60 ly trên cái này chắc là mua rồi đó thì nó sẽ rất là khổ cho mấy bạn mấy bạn có thể Hình uh, như cái này là nó cho download á mấy bạn đó thì mấy bạn tìm thêm đó thì trong này có bao nhiêu thứ thì mấy bạn uh, xem cái khung hình của nó ví dụ như cái dòng ở đây đó nó đọc là tầm khoảng là 15 giây thôi thì mấy bạn sẽ truyền trong 15 giây đó khoảng ba cái video về cái hồ oh, Havasu này uh, Lake Champlain, này ha Kiểu như vậy thì nó sẽ ok ừ. Rồi Trong uh... với cái quá trình nó chạy á Là mình sẽ Vô trong cái này ha Tour, uh, mấy bạn bấm um, là travel Bấm um, travel Là chọn make group uh. Travel, đây mình có cái nhóm Travel, thì bạn sẽ lấy những cái ý tưởng ở trong này, đó, bạn thấy không? Nó rất là nhiều. Destination, này. đó, vô rồi. Các <laughs> bạn sẽ tìm ha, đó thì các bạn sẽ làm. Đó, topo content trong trong đây, các bạn thấy không? Có rất là nhiều rất 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 rất, rất nhiều content tên nữa bạn làm ở rất là nhiều nước Hungary đi đó mà uh, Kiev New Delhi có rất là nhiều rồi ok 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 hôm nay nó có rất là nhiều cái content ở trong này và mấy bạn à uh, sẽ tìm ra những cái content ha ấy mà thấy không what I love about B2 đó mấy bạn thấy không đó mấy bạn thấy không nó bạn sẽ lọc ra những cái content nó hay đó thì mấy bạn uh, để bắt đầu như Portland nè ví dụ như web Portland ha Portland cũng bị luôn đó if you like flower đó mấy bạn thấy không những cái content nó rất là ok Ý như vậy À, thì mấy bạn có thể tìm thêm Nhưng mà mấy cái bài này là nó 5 năm trước rồi Thì mình sẽ New đi, bấm cái từ new đi Cho nó ra bài mới ha Đó mấy bạn thấy không à, Đó mấy bạn thấy không, rất là nhiều luôn à, Thì mấy bạn Cái này nó cũng Có bài đầy đủ và có bài không đầy đủ Nên là mấy bạn sẽ Tự động tham khảo thêm nha mấy bạn ha Rồi ok mấy bạn Thì xong cái phần này à, Mình sẽ đợi một tí xíu để cho nó chạy cho nó xong và mình sẽ hướng dẫn uh, mấy bạn chèn nhạc và chèn voi cái này nó nếu như mà mấy bạn xài cái tool này á nó hay một cái là nó có voi over trong này luôn ha thì mình sẽ uh, bấm review thì nó cũng hơi lâu nha mấy bạn thì mình sẽ cho mấy bạn xem một cái sự uh, sự win thôi thì mấy bạn vô trong cái phần audio cho mình tại cái này nó sẽ đắp sẵn hết rồi mình không có làm cái gì nữa hết á rồi music á, Music thì mấy bạn sẽ coi cái music này là cái gì ha, nó đang Tự động Hạt cho mình nè oh, Cái này không được ha Cái này nhạc này nó ghê quá Thời lượng nè Thời lượng của mình là 6 phút ha Thì mình sẽ chọn của mình là Đó, 6 phút đi Đấy Cái này là nhạc thiền rồi à, Nhạc á thì à... Hình như là nó tự động là nó lúp luôn Mình cũng xem ở trong này là mình không thấy cái đoạn Bỏ cái nhạc ở đâu nó mình cũng không biết nữa background Music nè Đó à, ok Thì uh, bỏ qua cái phần đó đi Tí hồi mình sẽ xem Tại vì cái lúc mà mình xuất ra á Là nó có nhạc ở tới cuối luôn Coi nè And unique cultural experiences Whether you're in rất là chuyên nghiệp ha, rất là lẻ luôn. Rồi okay. chúng ta sẽ vô trong cái Oppo Adventure ha, lấy cái nhạc Adventure, cái này ngắn ngắn là hàng xíu nè, hai phút để cho nó lấp cái nhạc lại luôn, nó sẽ tự động nó tiền, à, nó nó tiền cho mình. Thì uh, mình uh, nói trước bạn nếu như mấy bạn làm ai á, nó lại là, mới làm bằng tuôn tự động á, thì mấy bạn sẽ không có chỉnh được chi tiết nhiều lắm thật sự là mấy bạn không không hiểu về một cái cái chi tiết ví dụ như là ví dụ như là một cái ảnh đó nó nói về đây là nơi dành cho những cái couple nhưng mà những cái video nó không có hiện là nó không có hiện nó chỉ hiện một cái hình ảnh một cái hồ thôi, một cái video một cái hồ thôi còn nếu như mà bạn hiểu về cái bản chất và bạn bạn hiểu được cái ý nghĩa của câu đó thì mấy bạn sẽ có những cái những cái 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 video nó phù hợp hơn nghĩa như vậy cái đó là mình giải thích thêm và nếu như mấy bạn muốn làm chuyên sâu Kiểu như vậy ha Rồi OK OK Cái này ổn này Rồi OK Chúng ta sẽ Vô xem ha Cái này giờ mà bấm review thì nó hơi lâu đấy Nó ơi căng Rất là đẹp. ờ uh, over over cho nguyên motive over nè. Welcome to Pictory. Welcome to Pictory. It has been Welcome to Pictory. Welcome to Pictory. It has been lấy giọng con gái nha mấy bạn, tại vì theo cái cái tâm lý học của mình á mình mình nghĩ là giọng giọng nữ làm bên uh, thuyết minh bên cái mạng du lịch nó sẽ hợp hơn là đàn ông. Welcome to Pictory. Ok, vậy mình sẽ uh, uh, Mary đi. Welcome to Pictory. Ok, đây là giọng của một cái cô trung niên ha, rất là hay luôn. Okay. Rồi chúng ta sẽ review. Video review thì mấy bạn phải đợi <laughs> mình uh, mình nghĩ là nó cũng hơi khá là lâu nhưng mà phải đợi thôi mấy bạn có thể tua với cái đoạn này nha tại vì mình thực sự là mình cũng không có cắt ngắn hay chỉnh sửa gì hết. mình cũng không có làm màu mè quan trọng là kiến thức nha mấy bạn còn gì mấy cái hình thức ở ngoài làm những cái kênh nó nó làm về những cái hình thức gọi là những cái thumbnail mồi hay này kia cái, cái nọ thì mình không muốn cái điều đó nó xảy ra thì quan trọng là mấy bạn sẽ Uh, coi video mình là mấy bạn sẽ học thêm được một cái gì đó nó mới ha Mình mong là như vậy uh, Và mấy bạn nào mà nếu như mấy bạn nào mà có ý định làm Youtube Thì mấy bạn có thể đăng ký link qua uh, Đăng ký cái tool này qua cái link của mình ha Xem như là ủng hộ kênh Mình sẽ bỏ cái link ở dưới comment nha Rồi, gần đưa coi mấy bạn thông cảm mà mấy bạn đợi mình một chút xíu hoặc là mấy bạn có thể tua qua cái đoạn này ha đây là một content khá là ok để coi là ở trong mấy cái uh, content nó có mấy cái gì hay hay không à trong này nó có nhiều lắm nó nó cập nhật mỗi ngày luôn mấy bạn nó mình thấy nó nó rất là ok và bên Reddit đó là những cái content làm ở bên này nó nhiều lắm mấy bạn Tại vì Reddit popular ha Reddit popular Thì cái popular nó đồng nghĩa với lại là người ta tìm được và bạn cũng tìm được luôn Nên là cái việc mà Ở thời điểm hiện tại content rất là quan trọng Và mấy bạn nên uh, Thái Lan Thái Lan ha Wow Nó có một cái topic riêng luôn nè Rất là ok ha Yeah Rất là ok luôn 90 này chicken ha Mình sẽ chọn những cái bài nào nó Tourism đi một trăm sáu mươi bốn comment <laughs> nếu mà bạn bón một cái bài này ở trên cái cộng đồng các bạn sẽ tăng cái lượt reach của nó rất kinh khủng mình nghĩ là nó khá là ổn ha đây nữa đây các bạn có thể làm tổng hợp lại ví dụ như là 10 uh, 10 10 cái đây là cái gì ta à, 10 cái loại sô-cô-la bạn có thể mua chỉ ở Thái Lan mà thôi đó kiểu như vậy top uh, top 10 uh, chocolate product you can buy only in Thái Lan cũng như vậy nếu như mình mà mình à, làm lại một cái kênh mới thì mình sẽ tập trung vào mình làm kiểu như vậy ha à. rồi tí nữa mà mấy bạn coi nè mấy, mấy One. bạn One Lake Tahoe, California, Nevada. Lake Tahoe, straddling the border of California and Nevada, is renowned for its Surrounded by the Sierra Nevada mountain range, this alpine lake offers a perfect blend of recreational activities, scenic vistas and Yellowstone Lake Wyoming situated within Yellowstone National Park, Yellowstone Lake is the largest high altitude lake in North ha bạn Uh, có được một cái video của mình Và nếu như mấy bạn muốn không dính bản quyền như là cái ở chỗ này á đó. Đó, uh, Như chỗ này á thì mấy bạn phải mua Đó kiểu như vậy, thì cái đó, đây là mình làm và cũng như là quảng cáo về cái Pictory Và nếu như mấy bạn nào uh, Muốn ủng hộ mình, mấy, mấy bạn có thể click vào cái link Pictory, cái link Affiliate của mình ở dưới ha Rồi ok, thì sau cùng thì mình sẽ up cái video này lên xem nó sẽ như thế nào ha rồi ok cái nó nhiều cái hay lắm nhé bạn mấy bạn Rồi hiện tại thì mình bị xác minh danh tính cho nên là không có up được rồi Rất là mệt Tại vì kênh này nó Lâu rồi mình vô nó, nó, nó tưởng là lừa đảo nó nó báo Đây. Ừ, Cái này nó hơi khó ha lại một cái nữa đi cho nó ok. Oh vẫn được vẫn bị. Rồi cái này thì uh, mong mấy bạn thông cảm nha. Vì uh, hiện tại thì mình cũng uh, muốn làm một cái đoạn để mà uh, up lên để cho bạn xem thì uh, đây sẽ là một cái tip để mình cho mấy bạn làm đây. Mấy bạn bấm vào trong này. Rồi à, ok. Đây nhìn nó đang quảng cáo ha. Thì mấy bạn sẽ vô trong cái đăng nhập như thế này nè. Thì mình sẽ cho mấy bạn xem. A website is for Mấy bạn thấy không? chỉ có một phẩy hai ngàn lượt xem mà mà nó vẫn có quảng cáo rồi kia kia nọ bình thường luôn. ờ ok được rồi đó. rồi mấy bạn à, nhìn ở chỗ này nè đây nè. À, à, để cái video sau thì mình sẽ giới thiệu cho mấy bạn một cái à, một cái à, ngách khác và mình sẽ demo cho mấy bạn cái cách để mấy bạn tác cái thể tác nó như thế nào ha dụ như vậy thì như các bạn thấy cái thể tác video của người ta là người ta có cái tiêu đề của cái video và có những cái, à, tên kênh nè và người ta không mà làm hết là nó đứng top luôn có nghĩa là thì ở thời điểm hiện tại mấy bạn như, hiểu là như thế này nè là content nữa thời điểm hiện tại là content sáng tạo mấy bạn nếu như mấy bạn có thể tìm được một cái nguồn hay những cái kịch bản tốt và khả năng làm video tốt nguồn content hay và cập nhật được mọi xu hướng thì mấy bạn hoàn toàn có thể lên rank ở trên YouTube và không ai có thể bắt chước được bạn hết có bắt chước thì họ cũng phải vào xem bạn để họ làm thì điều đó nó sẽ có lợi cho bạn thôi. thì càng xem nhiều thì YouTube cái thuật toán nó sẽ đẩy cho mấy bạn lên thôi. ha. rồi về chủ đề ha. chủ đề nó rất là hay là lifestyle là phong cách sống và tourism. thì chỉ có hai loại cái thôi. và các bạn thấy không? nó không có bất kỳ một cái một, một cái 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 nào nó, nó nó khác chủ đề hết. nó toàn là nó thuộc về về uh, về du lịch và những cái content liên quan tới cái tiêu đề này đó kiểu như vậy thì uh, nãy là mình muốn post lên đó để mình đánh mình chọn những cái tác nào nó ok nó dựa trên viết iQ để cho mấy bạn uh, theo dõi cho nó dễ luôn nhưng mà hiện tại thì mình uh, quên mất là tự nhiên nó xác minh danh tính thì nó uh, rất là mất thời gian nên là mấy bạn thông cảm ha Rồi, Ok mấy bạn uh, nếu như mấy bạn uh, có muốn làm thì mấy bạn uh, có thể uh, đăng ký qua Victory và cái link của mình ha. Ok mấy bạn, uh, chúc mấy bạn một ngày tốt lành nhé. Hiện mấy bạn vào một clip sau.